Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki và mình. Ok, xin chào bạn đã có mặt ở trong Rikki Gaming The No No Life. Và hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chương trình tay to buổi tối ngày 8 tháng 7. Và hôm nay sẽ có một đường bay kéo dài đến vực đảo Dừa và kết thúc trong vực đài quan sát. Liệu rằng WG Hà Nội họ có hẹn hò với Liquid ở trong khu vực đảo Dừa hay không? Hôm nay thì Liquid Tây không thi đấu trong bản đấu này. Và đó lý do vì sao mà WG Shake cũng gây đồng đội mình, họ cũng sẽ không nhảy khu vực này luôn. WG Shake, Hải Coi, Trẻ Nghém như là Funky Em lúc này họ vẫn đang ở trên máy bay. WG Mami C, Nhã 17 tuổi, Cú Tứ cũng như là Shadow HP, họ đã rời khỏi máy bay rồi và có vẻ như sẽ là kho quân sự, sẽ là một đường bay và sẽ đáp xuống với kho quân sự hay chăng. Đây là King of Free Fire Endgame, toàn tạ Mina cũng như là Fuji 17, thì đây sẽ là đội hình chính thức của họ thi đấu ở trong cái giải đấu trường sẽ không phải đấu trường sinh tồn mà đó là cái giải quân đoàn chiến. Và lúc này thì King of Free Fire họ đang đu cáp về phía khu vực thành phố biển, một cách nhảy dù tương đối hay. Rikki mình Free Fire hôm nay ra quân với đội hình khá là yếu đuối mà thôi, một đội hình cũng khá là mềm. Và tôi đánh giá như vậy. Và vào đây chắc chắn là một lót đường đến dành cho các team khác rồi. Tân đẹp dài lượng 5 sao Nazit cũng như là tân nhỏ Rèo đang có mặt trong vùng nhà máy điện. Team số 8 của chúng ta đó là team 70TN. Vâng, 70TN đến từ WAG Du Sinh. Trong khi đó đây là OMP Thuốc Lắc đến từ OMP. Hôm nay tôi không thấy được sự xuất hiện ở OMP. Và Shake bị hạ gục rồi. Rất nhanh cũng không sợ nóng, vừa nhảy xuống vừa đài quan sát. Và có vẻ WAG Hà Nội đang khó thở rồi. Vô Lý đang phải nằm xuống từ vị trí đối phương. Lúc này thì Kim Tròn con chim đó là bà gục đến vị trí của Trẻ Nghé. Vâng, Shake đã không đã chết, ông nạm chết đầu tiên luôn ở team WG Hà Nội. Tôi thấy cái bóng của Fun Game và Kim Tròn con chim, mình ta có nhiều kỷ niệm ở đấu với Fun Game lắm. FPT Shop mình ta đang di chuyển vào, đây là PN, có vẻ là PN ta đang bắn được nhiều người nhưng mà Kim Tròn đã phải nằm xuống rồi. Fun Game đang được bắn, Fun Game bị hạ gục và WG Hà Nội họ bị quét sạch về team Việt Nam ở trong vực đài quan sát này. Vâng, mặc dù ta không được theo kịp với bàn giao tranh vừa rồi nhưng có thể thấy rằng đó là pha xử lý là tốt. Và một lần nữa Kim Tròn còn chìm, anh ta cùng với những người đồng đội của mình đó là PN và FPT Shop lại làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Và WAG Hà Nội họ bị quét sạch, đó là team đầu tiên bị quét sạch của vào đấu này. Vâng, quá đen luôn, quá đen cho đội bán than. Vâng, chúng ta còn chưa kịp điểm xem cái đội họ nhảy xuống đâu. SCV Fortwood có vẻ họ sẽ chọn được một con sự ở đây dưới chân của mình, nhưng mà đang có ông hai ông cooler. Vâng, 1000 một miếng cooler mà 2000 hai miếng cooler 1000. Vâng, nhưng mà lúc này Vodka nhân NTN họ đã di chuyển ở trong rồi. Nhưng khu vực co quân sự này có người và đó là team Cú Tứ, tôi tin là như vậy. Đó là team của Tứ, đây là BVS cũng như là đây là team Fair đang mặt trong vực doanh trại. Vâng, 99,69% đó là team Cú Tứ. Tôi nói không sai một tí nào, Cú Tứ đã ở đây rồi. Cú Tứ đã ngồi ở trong sẵn ở trong này rồi. Trong khi đó đây là Mami C, Nhã 17 tuổi Cú Tứ nhà Shadow HP đang có những pha chờ đợi cho mình, chờ đợi một cơn mưa. Và liệu rằng SCV Food họ có công ở đây không? Tôi nghĩ không phải là một liệu ngay, nhưng đã phát hiện ra một người khác di chuyển vào đây. Gà này anh ta đang đuổi theo và sẽ có pha tấn công. Như vậy là họ không phải là đội duy nhất có mặt trong cuộc quân sự này. SCV Food họ đang đẩy ra và sẽ có những mạng hạ gục dành cho mình đến từ vị trí SCV Food. Trong tình huống này đang được bắn rồi, NTN với đó là tìm người ván sử. Tìm người ván sử họ đang bị cày nát đến từ vị trí SCV Food. Vâng, rất đen, rất đen khi mà rất nhiều team họ nghĩ rằng khu vực quân sự này là thơm, là ngon mà có một ý định đẩy lên, nhưng ý định đó ngay lập tức bị dập tắt khi SCV Food họ không chỉ để ý vào vị trí của team World Class ở đằng trước mà họ còn để ý cả phía đằng sau nữa. 40 người chơi là gì mà chúng ta còn lại trong trận đấu này. Vâng, trận đấu chúng ta nó quá căng thẳng đi. Vừa mới bắt đầu trận đấu nó căng cực như thế này rồi thì những ván tình huống sau nó còn cưng đến thế nào nữa. Đây là Ivy, Diana, óc chó như là Mây Mây họ đang có mặt trong vùng ngoại thành, mới biết đâu họ sẽ có một hướng di chuyển để có một kho quân sự thì sao. Đây là Panda, No Way For You, Chip DJ cũng như là nào đang có mặt ở trong vùng doanh trại này và đang chờ mà thôi. Team VN nó đang có mặt trong vườn đài quan sát. Từ đầu và đấu giờ chúng ta chưa đẩy đến vị trí của Liquid. Đây là Mr. 141, mũ 2 dành cho anh ta Tunity, anh ta đang chưa có đồ gì cho mình cả. Mr. 143 mũ 3 giáp 3 cũng như là vị trí của Liquid Bomb mũ 3 giáp 2, đồ đạc là khá ngon. Vâng, mà Tunity tên cũ anh ta là Fancy nha anh em nhá. Đây là Idol Bucket 79 Hades Mina là Fornat. Vâng, không biết hôm nay tự nhiên lại mọc ra thêm ông Fornat này. Bình thường thì chúng ta nhớ là có một người chơi khác, tôi không nhớ chính xác tên là gì, nhưng mà nói chung là cũng a
gì đấy, Vâng hay đi cùng với Mina, Hades, Bokit 79 họ đang có mặt trong vực trường tập bắn này. Tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ họ vẫn đang ổn. Trong khi đó thì chỉ còn lại mình Ami 97, Vâng hơi khổ một tí cho con Ami 97 này. Lúc đấy thì cũng suýt bị bên SCB Forum phạ gục, nhưng mà may mắn lại thoát được, Vâng khá khổ. Đây là OMP thuốc lắc tít chim to như là du sinh, họ đang có mặt đẩy giống vào cùng những nghĩa địa sang và có thể họ sẽ đụng độ với vị trí Ami 97 đấy chăng. Ami 97 đã chạy tít sang bên khu vực này rồi. Thế là kia mình Free Fire Vâng cứ ngỡ là lót đường, nhưng hóa ra lại có nhiều team còn lót trước cả họ. Đây là team tân của Tân Đẹp Dài, lúc này Tân Đẹp Dài anh ta có cho mình đó là mũ 2 giáp 4 rồi, lượng 5 sao mũ 3 Nazit, mũ 1 giáp 4 thì mới đấu thơm ấy nhỉ. Tiếp tục là giáp đồn ở vị trí của Tân. Vâng, team này có Tân Đẹp Dài, có Tân chơi kiểu phân thân à. Vâng, Tân phân thân này anh em ạ. Đây là Mamisi nhã 17 tuổi cô tứ nhà là Shadow HP, họ đang có pha di chuyển về phía trên khu vực đập thủy điện này. Và chúng ta đang được thấy những thành viên của WAG, như vậy là Mamisi người ta đã đổi lại tên thành WAG Mamisi rồi, không phải là WC Mamisi nữa. Chắc là nhiều thằng nó nhìn thấy tên WC nó lại bảo đi vệ sinh, đó lý do vì sao người ta quyết định đổi tên ngược trở lại rồi. Còn cô tứ thì có lẽ là chưa kịp đổi tên. Và lúc này thì team của họ đang di chuyển ở phía khu vực đập thủy điện, nhưng mà tôi sợ rằng cái căn nhà đó có team SCB Forum đang ở đó. Vâng, không, SCB Forum đó chạy tít vào trong khu vực cổng trời, bởi vì vòng bo của chúng ta nó sẽ thu vào nửa giới khu vực bản đồ, không, thực ra nó thu vào cái khu vực lưng chừng, phải nói là thu vào khu vực lưng chừng. Đây là team VN đang di chuyển lên phía trên khu vực doanh trại này. Idol vẫn đang chờ trong vực trường tập bắn. Team 70 TN chưa làm gì cả. Họ vẫn đang là một team thi đấu khá nhàn nhã trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì King of Realm Game, King of Free Fire, Ron Endgame toàn tạ Mina như là Fuji 17 thì hôm nay họ đang chờ trong vực thành phố biển này, và họ sẽ có pha đẩy sâu hơn bên trong vực cổng trời ấy chăng. Nếu đẩy sâu vực cổng trời, có thể King of Free Fire họ sẽ đụng độ với SCB Forum, và lúc đó thì có chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và hôm nay thì thực ra tôi rất tò mò vị trí của ông Hải Coi. Vâng, tên tại vì ông này tên giống tôi. Vâng, tên là Hải Coi, nhưng mà có vẻ như là đang hơi khó khăn rồi. Hôm nay không thấy có sự xuất hiện của Xỉu Nhi. Đây là King of Free Fire Endgame toàn tạo Mina như Fuji 17, và họ vẫn đang có một lượng đồ có thể gọi là tương đối tốt. Vâng, một lượng đồ tốt đối tốt thôi, nhưng lượng đồ này sẽ khó thể cạnh tranh được vị trí top 1 ở cuối ván đấu. Đây là Cú Tứ đang có pha di chuyển lên cho mình. Họ sẽ có pha đẩy sâu hơn ở bên trong khu vực bóng bò. Đây là Shadow HP, chỉ huy cũng như là đội trưởng của đội WAG Việt Nam hiện tại, hay chúng ta biết đấy là team WG1. Và hôm nay thì họ đang đẩy sâu hơn bên trong khu vực tung lũng này. Vòng bo của chúng ta nó thi đấu khá lưng chừng, một cái khu vực đen giờ đang có mặt trong khu dân cư, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều cho các đội. Và hôm nay các đội họ vẫn đang có những cái pha chờ đợi cho mình, và họ đang thi đấu theo phong cách cực kỳ cẩn thận. SCB Forum đây là gàn này đang có pha cosplay bụi cỏ trong khu vực cổng trời này, nhưng mà chả có cái bụi cỏ nào mà nó lại hiện ra ở trên nhà cả. Đơn giản là anh ta đang chơi đùa cái bụi cỏ mới được update của Free Fire này mà thôi. Đây là BVS IV và đang có những pha căn kè về phía căn nhà có ma. Liệu rằng có team nào trong khu vực đó không? Tôi nghĩ là không, bởi vì họ vừa di chuyển ra từ đấy mà. Và lúc này thì vẫn đang là những pha chờ từ vị trí băng vệ sinh đẫm máu và tên rất đẫm máu luôn. Trong khi đó team Phe đang có một tình huống nấp khá trí ở trong cái khu vực chéo của làng Rim Nam này. Họ không vội vàng đẩy vào trong cái căn nhà mà tôi được đánh giá là một trong cái nhà phòng ngự tốt nhất ở trong Free Fire, ở trong gỗ cái cạnh sở cơ khí này. Bây giờ thì team họ bắt đầu di chuyển, và DJ Chip, Chip DJ cũng như Anna họ mới là người đi vào trước. Đây là PN, FPT Shop cũng như là Kim Chon con chim, họ đã có mặt trong vực thung lũng rồi. Việc mất đi vô lý cho mình đó là một sự mất mát khá lớn dành cho team Việt Nam. Tuy nhiên thì có thời gian ở đây chúng ta đã được biết rằng team Việt Nam này họ cũng chưa quen đội hình mới, họ cũng chưa quen với cái đội hình mới này, và đó lý do vì sao mà họ vẫn đang cần bắn cuss càng nhiều càng tốt để có thể tập luyện cho mình. Trong khi đó chúng ta đang được thấy đây là Mr. 11 Tunity, Mr. 13 và Bông vẫn là cái hướng di chuyển quen thuộc của mình. Thông thường thì khi mà họ di chuyển sớm được từ khu vực đảo dừa qua, họ sẽ chạy men theo khu vực đèo đá này. Đây cũng là một trong những khu vực mà có thể nói là khá quen tay dành cho team Liquid. Và lúc này thì Liquid họ vẫn đang chờ trong vực đèo đá này. Có rất nhiều bạn hỏi là tại sao team Liquid này họ không thi đấu cho RIP ở trong cái giải đấu quân đoàn chiến, thì đơn giản là họ không có đủ thời gian và họ không sống gần nhau. Đó lý do vì sao mà họ không thể cùng thi đấu với nhau được. Và chúng ta ở cái giải quân đoàn chiến đó, chúng ta thiếu đi rất nhiều những tên tuổi, và thậm chí là ở trong những giải đấu đó cái mức độ gắt nó chưa chắc đã bằng được với những giải đấu tay to buổi tối như thế này. Đây là Hades, Mina, Fornat cũng như là Bokit 79, họ sẽ di chuyển đẩy sớm hơn ở bên trong vực tung lũng. 40 người gì chúng ta còn lại trong ván đấu này. Vâng, phải nói là một ván đấu mà cái diễn biến nó diễn ra khá chậm cho mình. OMP thuốc lắc. Hôm nay thì mặc dù nó không có thành viên nào của OMP cả, chúng ta không thấy những cái tên quen thuộc như là OMP Biên Xô, như là Phê, như là Bell hay là WG Tún 63, nhưng lúc này thì chúng ta vẫn có một người khác của OMP di chuyển ở trong ván đấu này, đó là thuốc lắc. Đây là tít chim to như là du sinh. Vâng,
chim to, to chim 70TN, không biết 70TN là viết tắt của gì, có phải 70 Thái Nguyên không anh em? Vâng, có phải là viết tắt 70 Thái Nguyên không? Vâng, lúc này thì vẫn đang chờ rồi. Đây là Tân Đẹp Dài và RG Map, họ đang có một cái khu vực nấp tốt ở trong vực khu dân cư này. Và 40 người chơi vẫn còn nguyên, vẫn là những cái tình huống đẩy vào Mamisi, Nhã 17 tuổi, Cú Tứ, như là Shadow HP. Họ sẽ sớm đẩy sâu hơn ở bên trong vực vòng bo này. Và để xem rằng Mamisi, Nhã 17 tuổi, Cú Tứ, như là Shadow HP có thể làm được gì ở trong vực cổng trời này. Tôi nhớ rằng team SCB và Phúc họ đã ở đây khá lâu rồi. Endgame toàn tạ Mina như là Fuji 17 đã tiến ở gần trong khu dân cư rồi. Và đây Gà Nè vừa nói xong thì Gà Nè có mạng vợt vào vị trí của Ami 97 và quét sạch team người bắn xử ở trong tình huống này. Vâng, 39 người chơi, ông Fuji 17 lái xe ở đây, đúng rồi, lái xe đến này thì chết. Ông lái xe, ông đâm vào cái cây và Liquid Bomb không để cho đối phương có một cái pha gọi là sửa sai. Trong cơn mê thì anh là chàng tỷ phú, tỉnh cơn lũ thì Fuji thành chú xe ôm. Vâng, anh ta lái xe, anh ta đâm vào cây, ngay lập tức anh ta bị tấn công ngay. Bắn không trượt, phát đào đến từ vị trí của đối phương, nhưng mà Fuji 17 đã phải nằm xuống rồi. Vâng, một pha gọi là trả đũa lại, không phải là khá căng từ vị trí của đối phương. Lúc này thì King of Free Fire chỉ còn lại 3 người thôi. Và Liquid đâu rồi? Liquid Bomb và King of Free Fire. Và quá đen Fuji đi, quá đen Fuji, tôi chả hiểu anh ta lái xe kiểu gì. Và hôm nay thì đây là Liquid, và hôm nay là Liquid họ vẫn đang rất nhanh thôi. Liquid Bomb anh ta đơn thuần là thấy thằng kia lái xe đâm ở ok, tức là thôi bắn không trượt phát nào, nói gì đi. Và hôm nay thì Liquid Bomb đấy khả năng ke đầu anh ta với Liquid Tây nó cũng ngang nhau, và đó lý do vì sao mà team mình rất đáng sợ. Tôi chỉ biết nói như vậy mà thôi. SCB Fortwood Gà Nè cùng với những người đồng đội mình đang đẩy sâu vào. Ở đây có gà rồi, có vodka rồi, có cả thịt mèo ở đây nữa rồi, và tha hồ liên hoàn. SCB Fortwood họ sẽ quyết định là sẽ bo bên tay phải ở vòng bo để chạy vào. Đây là Ivy, Diana, Ốc Chó cũng như là Mây Mây, và họ sẽ đẩy từ khu vực ngoại thành đẩy vào. Đang có rất nhiều tình huống gọi hòm thính xanh. Các bạn cũng phải biết là những hòm thính xanh nó sẽ bị hạn chế với số lượng gọi ra. Tức đôi khi có những team họ muốn gọi ra nhưng mà nó sẽ thông báo là bạn phải chờ khi mà mới có thể gọi ra được. Đây là No Way For You cùng người đồng đội mình, Panda, Chip DJ, nhà Anna, họ đang có mặt trong vực thành phố biển này. VNPN, FPT Shop cũng như là Kim Tròn Con Chim thì đang có mặt ở gần khu vực khu dân cư. Ok, và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Riga Kia mình, các bạn đừng quên để lại cho mình một follow bằng cách ấn nhẹ vào dấu cộng ở trên cùng bên tay trái nhá. Trong khi đó thì đây là Mr. Bồ Đồn 1, Tunity, Mr. 13 và Bông. Vâng, những tình huống gọi hòm thính xanh ngợp trời này. Một team trong vực nhà máy điện, hai team trong vực khu dân cư. Liquid Bông là muốn bắn mấy cái thằng ở trong vực này lắm rồi đấy. Team Idol Bokit 79 bây giờ Bokit 79 cùng người vội mình mới đang di chuyển ở bên trong, mới đang di chuyển vào. Đây là Hades cũng như là Mina và Fornat. Vâng, For đã For rồi còn Nat thì sao khổ thế, tên đặt tên nó không thể bi kịch hơn. Vâng, đang có những pha chờ đợi, đang có những pha chờ đợi. Bây giờ thì vòng bò đến đít rồi. Fornat quyết định là quay đít vào vòng bò và di chuyển ở bên trong vòng vòng. Đây là OMP thuốc lắc cũng như thành viên của 74TN, họ đang ở ngoài vòng nhưng khá sát với vị trí vòng bò, sẽ có pha đẩy vào sớm mà thôi. Những đội trong vực khu dân cư họ vẫn đang là có lợi. WG Mami C đang có pha chờ đợi ở đây rồi, vẫn chưa có bất kỳ pha nổ súng nào cả. 38 người chơi trong vòng bo cuối. Vâng, nói gì đi, 38 người chơi trong vòng bo cuối, nó phải gọi là quá đông đi. Vâng, Mami C bây giờ đến lượt anh ta, bây giờ bố mới được gọi hòm thính xanh, sốt hết cả ruột. Đó gì mà Mami C anh ta đang nghĩ trong đầu. King of Free Fire mất đi một người, đó Fuji 17, và bây giờ thì họ đang đặt ra những quả mìn để có những cái pha chờ đợi mà đối phương công vào ấy chăng. Vâng, lúc này thì BVS họ đang bị rút máu là cả nhanh. Ốc chó đang chạy vào trong tuyệt vọng rồi. Vòng bo nó sẽ hạ gục Ốc Chó ở đây. Quá đen Ốc Chó rồi. Có ai cứu Ốc Chó không? Có lẽ là không. Diana cũng đang bị rút máu như là đèo Diana luôn. Trong khi đó thì Mây Mây vẫn đã kịp di chuyển ở vòng. Trong khi đó Ivy đã bị hạ gục. Vâng, họ chọn một con đường chạy bo khá khó. Đó lý do vì sao mà BVS họ đã bị gạt hết một nửa đội hình của mình bởi cái bo. Vâng, thắng bại tại cái bo, nhưng mà đau thế này thì đau quá. Ốc Chó đã phải nằm xuống rồi. Panda, No Way For You, Hades có mạng vì chiếu Ivy. Vâng, đời đã đen còn lắm lông, đã chạy hộc tốc vượt vào trong vòng lại còn bị đối phương nó cam quýt mít dừa ở đây nữa. Đây là mây đang có pha tấn công trở lại vị trí đối phương nhưng mà chưa được rồi. Trong khi đó đấy bị bắn gục ngay, khổ quá rồi, và bây giờ sẽ bị đối phương hạ gục. Vâng, quá đen cho đội của Mây Mây, và lúc này chỉ còn lại mình Diana thôi. Vòng bò đang sát đến đít của Diana rồi. Diana vẫn đang cố gắng chạy vào. Diana chạy vào khổ quá. Vâng, đang chạy hết tốc lực rồi nhưng mà lại không lấy kỹ năng của Kelly, như vậy là sẽ di chuyển chậm.
chạm ân vào và mây mây cũng đã phải nằm xuống dưới pha tấn công của đối phương. Đây các bạn thấy khổ chưa, không lấy kỹ năng của con nhân vật kia. Và lúc này Everton có mã của vị trí ở Vodka và SCV Vodut, họ đang giao tranh cùng với RVF ở trong tình huống này. Garnet đang được bắn hổ, bắn cùng được VN FPT Shop rồi. Garnet hạ gồm được PN và có vẻ SCV Vodut họ đã quét sạch team Việt Nam trong tình huống này. Tuy nhiên thì họ đã mất người ở vị trí của team RVF. Lúc này thì King of Free Fire toàn tại có mã của vị trí của Mina. Và lúc này Hades vẫn đang được bắn, Hades đang tấn công vị trí đối phương. Hades đang là rất là ghê, nhưng ta đang ở quá xa vòng bò. Vòng bò sẽ hạ của mình ta chưa, nhưng ta vẫn kịp hạ của vị trí của Endgame. Vâng, rất tốt, đó là gì bài đồ Hades đã làm được. Và có vẻ King of Free Fire họ đang cảm thấy khó thở rồi. Riga Kim Minh Free Fire họ đang cố pha đẩy vào. Đây là Tân đẹp dài lượng 5G. Hôm nay Tân có một pha hớp vào vị trí ở Vodka. Vâng, khá là tốt. WAG Mami C hôm nay họ đang chờ sẵn đây rồi. Thằng nào vào bắn vỡ mồm, đó là gì mà họ đang chờ. Đây là C4, đây chúng ta biết đến nó là cu tứ. Và vị trí nấp họ là khá hay. 24 người chơi gì, chúng ta còn lại SVUS hả nè, cũng như là hổ. Không nghĩ rằng sẽ đụng độ VN trong tình huống đó. Còn đây là team Fair, vẫn là một phong cách chạy bò cũng như là phong cách nấp cực kỳ thông minh. Và họ đang ở rất gần team của World Class, rất gần team của B, rất gần team của MAVC. Và Pro are no way for you, người ta vẫn đang có những pha chờ đợi cho mình. Và team Fair Liquid cũng đã tiệm gần ở trong một vòng bò. 24 người chơi, hôm nay là một ngày gì đó. Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần. Và hôm nay là thứ hai, là ngày mai là thứ ba. Và lúc này những game thủ của chúng ta vẫn đang thi đấu cực kỳ cẩn thận. Và đúng là thứ hai không khác, thứ hai đây rồi, đôi giày Liquid Mister 3 phát hiện đối phương, có pha cắt kè là nhanh. Vâng, tụ này thì có mạ gồm Tân DZ, có mạ gồm vị trí của King of Free Fire nào. Vâng, có chuyện gì đang xảy ra đây? SCV hổ hạ gồm của Tân đẹp dài rồi. Và đó là pha trả lại sát thương là tốt rồi, vị trí SCV Forward. Những thành viên của đây là lượng 5 sao. Lượng 5 sao đang được tấn công và đối phương đã có thể né đi bằng cái tờ bom kẹo của mình. Và bây giờ họ đang di chuyển bên trong vòng. King of Free Fire toàn tạ đã phải nằm xuống. Và có vẻ những King of Free Fire đã bị quét sạch ở bản đấu này ấy chưa. Và lúc này lượng 5 sao Fire Panda có mạ gồm vị trí Pro Nhã 17 tuổi rồi. Như vậy là giao tranh đã đổ ra giữa team Fire và team Mamisi. Forward cả này anh ta đã bị hạ gục đến vị trí của Tân. Và lúc này thì Liquid Mr. 13 bắn gục được Nazit. Trong khi đó thì Mamisi vẫn đang tấn công Liquid Mr. 13. Như vậy là team Liquid đã quét sạch team Real Kim Minh ở trong tình huống này. Vâng, vẫn đang được bắn rồi. Chúng ta vẫn đang xem trong pha giao tranh. Cụ tứ đang được bắn, cụ tứ sấy là khá tốt vào vị trí đối phương, kéo đối phương khoảng 105 máu. Này thì đứng này, và cụ tứ có và vuốt vào vị trí đối phương, chắc là ngất thẳng đứng đằng sau cái tờ bom kèo rồi. Vâng, thanh niên đứng sau tờ bom kèo cảm thấy khá hay, vui vẻ định móc lô vị trí của cụ tứ, nhưng mà cụ tứ móc lại đau hơn. Và cụ tứ nói là đừng nghĩ là một mình bạn có khả năng móc cua, tôi móc cũng kinh hơn nhiều. Bây giờ đang được bắn khá thoải mái vị trí của cụ tứ rồi. Một quả lựu đạn sẽ bay đến và cụ tứ sẽ né đi. Shadow HP anh ta cũng đang được tấn công. 70 TNT đã bị hạ gục đến vị trí của Liquid rồi. 14 người chơi. Hôm nay Shadow HP cũng đang được bắn, đang được bắn khá thoải mái. Team World Class họ vẫn đang đứng vững trong tình huống này, cũng đang sấy vị trí đối phương. Shadow HP đang được tấn công. Shadow HP có mạng hạ gục cho mình và toàn bộ team phải họ đã bị quét sạch bởi team của Mamisi và Shadow HP rồi. Và lúc này chỉ còn lại đó là Queen của cô tứ cũng như là team của 70 TN chim to mà thôi. Vâng, chúng ta cùng đến với chim to. Vâng, chim to vừa chạy lên bị bắn phát thành chim bé luôn rồi. Và bị thuốc lắc cũng đã bị hạ gục. Vẫn là những cái tên quen thuộc. Lúc này thì Liquid vẫn đang được bắn rồi. Liquid Mr. 1 đang sấy vị trí đối phương. Đối phương đã phải bó lê, bó càng bông, sẽ có pha đẩy ra. Vâng, đang được sấy nhưng mà cụ tứ chưa bắn, anh ta quyết định là sẽ di chuyển lên. Shadow HP đã bị hạ gục rồi. Cụ tứ bắn gãy một cháu. Vâng, cụ tứ còn lại hai người nữa. Cụ tứ định gạt giò. Cụ tứ sẽ gạt giò vị trí của Liquid Mr. 1, nhưng cụ tứ phải nằm xuống. Và đó là chiến thắng cho Liquid ở trong bàn đấu này. Vâng, quá ghê đội bắn dê. Không hiểu sao hôm nào tôi live stream mà team Liquid là bắn hay thế nhỉ? Vâng, lạ rồi. Hình như là tôi là thần hộ mệnh của team Liquid này sao? Mỗi lần mà tôi bình luận team Liquid họ bắn hay lắm. Hôm nào mà tôi không cast thì họ bắn là bình thường. Vâng, không hiểu tại sao. Và có khi là tôi phải bỏ tiền ra tôi mua lại team Liquid này, anh em nghĩ có nên không? Có nên là bỏ tiền ra tôi thầu lại team Liquid này cho đi thi đấu bắn giải, hợp lý quá rồi. Và quá hợp lý, không thể chê vào đâu được. Vâng.